Rồi Minh Tăng xin chào mọi người ha. Nhất này bên gia đình của em Diệu là chuẩn bị đồ đạc đang đưa em đi bệnh viện đang phẫu thuật ha mọi người. Hai bi đồng hồ. Rồi cô đi với ai? Cô đi Mình lên tôi à. con mình cô ha. Dạ. Có mình lên cô đi nha. Dạ. Chứ giờ nó đi xuống dưới đời, đi hai ba người đi xuống dưới nó cũng đâu có cho vô đâu. Dạ. Rồi nó ăn uống thì được không cô bữa nay nè? Bữa nay sáng cho ăn được gần chén cơm. Ăn chén cơm ha. Dạ. Rồi mình sửa soạn là nhiêu đồ đây đủ rồi ha. Dạ. Chỉ cái bình thủy nước với cái ngăn comment để cho nó ăn uống rồi. Và xuống dưới thì mình ở căng tin thì mình nó lên đó rồi mình đặt đồ ăn vậy thôi. Chưa có con bé dịu rồi. Dạ. Chăm sóc rồi. Bé dịu của này nè mọi người. Cái này Chưa, chạy là thẳng vô cầu gạch cui là được rồi. Đây là em khỏe rồi ha, chuẩn bị là đi bệnh viện rồi. Rồi có tiền đi rồi. Cái này để nó không? Hết lo rồi. Cho nó cảm ơn ông bà cô chú chứ. Em có cảm ơn gì tới tất cả cô chú anh chị rồi mà Mạnh Thường Quân không? Dạ, con cảm ơn các cô, các bác Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con. Để con có chi phí đi mổ. Con cũng biết nói gì, con chỉ mong là cho cô chú nhiều sức khỏe. Gắng giữ gìn sức khỏe ha. Em phải nghị lực lên nha. Tiền thì một mổ thì bác sĩ nói 100 triệu, mà này trên 100 triệu rồi còn dư tiền ăn, tiền này Không đồ sợ. nữa, không có sợ. Sau này em bồi dưỡng nữa ha. Bây giờ là yên tâm đi. Yên tâm mình sẽ lành lặn trở lại. Chịu đau một chút là niệm Phật một chút là này, cái đầu gối nó hơi sưng ha. Dạ, nó bị chẹo đó. Bị chéo hả con? Dạ. Chắc chắc tại cầm á, cô nhấc lên á. Dạ. Rồi lấy cuốn sổ rồi đây đọc. Lúc nào nó nhức trên rồi lúc nào nó đau gót phải nhức cho nó chừng cỡ 10 phút cái nhức 5-10 phút vậy cái nó nói mẹ ơi đau rồi cái đầu mình chỉnh mình nhức. Chứ không để gì thì nó nhức chịu không nổi. Mình thử là chỉnh hoài rồi chim đầu này chim đầu kia nó nhức đâu rồi chim đó. Chim mà chừng nào nó nói gật đầu được mình mới buông ra còn chưa rồi, là mình chim hoài. Dạ, cô vô trong ngồi đây đang con đọc cái danh sách Mạnh Thường Quân người ta cho luôn, con đưa tiền cho cô luôn. Tiền có cô có chú. Chú nữa. Cô chú luôn đó. Kêu rồi mới kêu ấm. Dạ, anh vô luôn đi anh. Cô chú vô luôn, rồi con đặt tiền Mạnh Quân rồi con giao luôn. Bên trên đó anh ngồi luôn đi. Bước cái chừng sập cái này. Chú ngồi về xích vô cô á. Chắc không sập đâu. Chống này chứ. Không, sập thì không sập mà sao không bước sập mé. Bước gì được đó. Chú ngồi xích lại cô nè, cho mới thấy. Chú ngồi xích vô nói. Đó, thì bữa nay anh tới đây hổm ngày anh gom được một số tiền rất là lớn ha, đến cho em đi chữa bệnh. Cũng tất cả cô chú anh chị và Mạnh Thường Quân rất là thương em để giúp đỡ cho em được cái số tiền để em đi trở lại bệnh viện và chữa trị cho nó mau hết ha. Rồi bây giờ thì Minh Tăng cũng xin đọc cái danh sách số tiền của bé Diệu ha mọi người. Thì chị Kim Hí ở Đài Loan 20 triệu. Em Linh Đào ở Mỹ 5 triệu. Chị Hằng ở Lấp Vò 4 triệu. Cô Nhung Nhu ở Mỹ 4 triệu. Hai vợ chồng anh ở Sinh Hồ 4 triệu gửi. Chị giấu tên ở Cần Thơ 3 triệu. Chị ở Đài Loan 10 triệu. Anh Hồ Ngọc Minh ở Tiền Giang 1 triệu. Chị Phương ở quận 3 2 triệu.
chị giấu tên ở Mỹ 23 triệu, là cái chị này là có đứa con bằng bằng tuổi với em á, chị rất là thương em. Và chị giấu tên ở Việt Nam 10 triệu, chị Mai ở thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu, anh T Nhận Xuân 2 triệu, chị Nguyệt Nguyễn ở Mỹ 4 triệu, cô Linh ở Úc 5 triệu, anh Đông Dương ở Úc 2 triệu, em Đài Loan 3 triệu, chị Chi Lê ở Mỹ 4 triệu, em Sang Sang 400 ngàn, cô Hanh quận 6 500 ngàn, chị Hà Đặng ở Mỹ 4 triệu 6, anh Vương Huy 1 triệu. Tổng cộng số tiền của em Diệu là 115 triệu hả mọi người. Thì bây giờ mình đưa cho gia đình để đi chữa trị cho em Diệu ha. Tổng cộng là 115 triệu, khoảng 4 ngày nay là mình nhận được 115 triệu hả mọi người. Rồi em có lời nào cảm ơn đến cô chú anh chị mình Quân nói chuyện lớn này. Dạ, con cảm ơn các cô chú đã ủng hộ tiền cho con để con có chi phí đi mổ. Thì con mong cô chú có nhiều sức khỏe, với lại là công việc hành đạt để giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa. Dạ, rồi tới cô có lời nào, cô nói, kêu cầm của nó mà còn đưa chút. Thì gia đình tôi cũng cảm ơn các mạnh thường quân, các anh chị để giúp đỡ cho cháu nó có số tiền nên đi mổ. Thì gia đình tôi rất cảm ơn, mong các anh chị cô chú gì đó dù giờ sức khỏe mà ăn phát đạt tiến tới để mà sau này có nhiều sức khỏe để giúp cho bao nhiêu người như con tôi như vậy thôi. Dạ, tôi rất cảm ơn. Dạ, cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn các tất cả các anh chị em mạnh thường quân nữa giúp đỡ cho số tiền cho con tôi đi phẫu thuật. Yeah. Tôi rất cảm ơn và sức khỏe mọi người được dồi dào và làm ăn thành đạt. Cũng mang ơn vợ chồng Minh Tân và em Kha em Tiến cũng đến đây để hỗ trợ cái chương trình này. Hôm nay cũng chúc mấy em sức khỏe được dồi dào, được nhiều thành đạt, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn như bé Diệu. Yeah. Xin cảm ơn. Yeah. Thì chú cũng giữ gìn sức khỏe ha, đừng có lo, cái chú cũng có cái bệnh tim nữa. Yeah. Thì chú an tâm, bây giờ bé Diệu thì có cô chú anh chị trong và ngoài nước thì ta giúp đỡ cho bé Diệu và chữa trị cho bình phục lại. Yeah. Để được đi làm và lo cho gia đình. Mình có dư hơn thì mình giúp cho tất cả những cái mảnh đời mà bất hạnh hơn mình nữa. Rồi em trao tiền cho cô ha mọi người. Cô bây giờ cũng gọi là 10 triệu ngày với 10 triệu cô đếm. Đếm cô đếm xong. 10 triệu đếm đi cô. Cô đếm giùm con, đếm cho ông bà thấy. Kêu xe đợi đi, kêu xe đợi đi. Kêu xe đợi con.
tiền để rút ngân hàng ra không á, còn còn phiếu. Cô phải đếm chứ cái gì con rõ ràng lắm. Được. Chú cầm đi chú, hỏi để bụng em cộng nhỏ. 80, 90. Cái nào mình đem đi thì đem, còn cái nào mình để nhà thì để nha, chứ không có đem đi theo hết. Thiệt tình mà mừng, hết sức mừng. Chú gắn cái mít đó vô phần cổ áo cho con. À, cũng như cô chú mình đây rồi. 20 nữa là 101. Cô chú Minh Tân như cha mẹ tái sinh của bé Diệu lần thứ hai. Dạ. 20 nữa là 101 nha. Dạ. Cô đếm đi, cô đếm đi, đếm đi, đếm. 108. Kêu xe đợi chút đi. Mừng ha Diệu ha, có tiền không đẹp. Vui lên đi đừng có gầu nữa. Đi bác sĩ về, bác sĩ lo cho em nhé, em bớt đau. Mốt em lành lặn lại. Triệu ha. Dạ. 1 2 3 4 5 115 triệu. Dạ. Cô đếm lại cái nữa, 5 triệu. Dạ. Đó là 115 triệu ấy. Rồi thì bữa nay Minh Tân trao cho em bé Diệu là 115 triệu hả mọi người. Thì tiền bác sĩ thì 100 triệu với thêm 15 triệu tiền ăn nữa. Nhưng mà con phải dặn cô này ha. Dạ. Tránh cái trường hợp mà người ta, nhằm khi người ta điện vô người ta kêu cô lấy nhận đồ nhận gì á, người ta dụ mình á, người ta lừa mình, người ta kêu mình nhận cái thùng đồ đó mà người ta đóng tiền á. Cái trường hợp này con cũng gặp rồi. Tại vì con cũng có video phim này nè, rồi trao tiền cho người gia đình đó, rồi người ta nói người ta Mạnh Thường Quân người ta gửi đồ này kia đó, cô không có được nhận nha. Kêu người ta kêu đóng tiền là cô không có được nhận. Cô phải nhớ kỹ điều đó, rồi cái số tiền này mình đem đi bao nhiêu, còn bao nhiêu thì mình để nhà hết thì mình đem xuống tiếp. Dạ. Đó, chứ mình không có đem đi hết. Em đếm lại rồi. Em đếm rồi. Không có, đếm lấy nhiều quá. Còn nhiều. Chưa Phan để cho bé Diệu nó cầm đây, con chụp tấm hình nó con gửi cho Mạnh Hùng coi. Phải có mọi người khanh lên đó. Nó ngồi không hay gì chú? Chú rồi anh à, cho con bé nó cầm, con chụp tấm hình đứng cho nó ngầm. Chú cầm tiền đi, bây giờ phải có người nào biết khanh á, khanh em nó lên á, khoan để lót cái mền này dưới rồi mới túm qua được. Dạ. À, anh được cái cuốn sổ này cho chú đi. Rồi cái nào mình đem đi thì đem, anh, còn anh cái này, nào kêu đứa nào mạnh tay anh khiêng cái này ra nè. Lấy rút cái niệm ra, anh sao rút cái niệm nước này ra đi kìa, em cho nó nằm xuống rồi mà mới bỏ lên cái mền nó mới tấm qua được. Có cái mền á? Có. Anh rút cái này ra giùm em đi. Khoan từ từ. Rồi. Để chỗ nó ấy đó. Đây. Khoan đi kìa. Cái tủ ngoài dẹp được không? Dạ không. Không có cái đẩy vô được mà. Tại vì có đẩy mấy lần rồi. Mang để gì chứ? Tại vì cái băng ca kia nó có đồ gòi chứ dễ. Còn cái băng ca này nó không gòi. Chùm rồi lại con. Không có chùm, cái này là đẩy lót cái dưới cho nó khiêng nó qua. Anh kéo dài đi anh. Ừ. Anh xin nắm cho nó đàng hoàng nó đi rồi. Nắm góc đi. Đấy cái này nè, đổi lại cái này nè, dễ cuốn nè. Có người nào mạnh đâu, vô khiêng tiếp cô ấy. Cũng vô chút đi rồi. Tiếp đứng sao để coi tình hình coi sao. Phan. Phan. Từ từ đi rồi nó nhích qua. Đau lắm từ đó. Từ từ.
Trời ơi, cô nhắc cầm nguyên cái sắt luôn hả? Ừ, cầm gì nó mới không đau. Rồi đó. Đây cái gối để chúng dưới này đem sắt. Cái gối trên ừ để cho nó đi rồi cái đầu này mình túm qua. Khoan. Anh cho nó kéo cái đầu xích lên. Kéo cái đầu lên trên. Bỏ cái mền xuống đi, kéo cái đầu nó lên trên cái mền á. Không có được, cái này cái giò. Cho nó lên trên cái mền nữa. Kéo cái đầu nó lên á. Bỏ cái mền xuống đó đi. Ừ. Cho nó phất cái giò nè, anh túm lên mới được. Từ từ nha. Con thâu sát vô. Không có bảo gì. Con thâu sát một bên đi. Bỏ sát sát vô vậy nè. Ừ. Rồi kiên qua cái gì? Kiên qua. Nè. Nè. Biết ý mới được. Đau. Cao con nằm gối đi cao không? Cao không? Cao đầu không? Không thấy không con? Rồi cô giấy tờ đều đem cho đầy đủ cho em có, ha. Có để rồi. Rồi để cho anh lại lái đi. Từ từ ra nè. Nè để cái gối không? Để lấy cái thùng ở dưới gần giường đưa cho con để nó thêm vô. Thì ở nhà không có đem theo. Không. Nó bỏ nhà đi nặng lắm mẹ sách đem tùm lum hết trơn không có được đâu. Có quên. Có này, đây. Rồi mẹ lấy rồi. Cái đó để nhà đi. Từ từ nha. Rồi xe đi anh, xe đi, xe rồi. Xe nữa xíu nữa, em xe qua coi chuyện cho sao. Không có nhiều mà con ơi, thấy trên nó gọn. Hai người hai bên sao? Đã chả đứng lên chưa? Đấy quay gì nữa cho anh ta thấy để thôi. Trời ơi. Đẩy đồng. Mình tính từ từ cô không có nhắc. Dạ. 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 Chở ca bị đó, lúc mình xuống để chèn chèn tiếp coi chừng này, kỹ rồi, cái đó chở ca bị đó, lúc mà đông vụ chèn chèn vô tiếp mình coi chừng. Đúng rồi, nó móc túi, tôi có bị một ca lần rồi đó, móc một cái khóc ngò luôn, tôi nghẹt. Đem đi khoảng đủ thôi chú, đừng có. Đừng không có cho mình đi xuống đi lên gì hết trơn. Coi chừng chúng cái chân em đó. Ủa tao đâu? Không chịu. Cái này đi dữ hả? Để cẩn thận nghe đây, chừng nó xuống nó móc túi đó nghe chú. Đúng rồi. Có đi hả? Phải có một người đi với cô nó mới được. Lấy 20 triệu rồi. Có người hả? Có một lấy hồ sơ giấy tờ. Bỏ lại cái mền hai cái được rồi. Rồi cô chú dình sức khỏe này, có gì điện cho con hay ha. Dạ, cảm ơn rồi. Dạ. Không, nó cho có một người à. Em coi tiền bạc mà hai người mà dình sức khỏe nha. Còn cái nó đuổi ra luôn à, có chỉ có một người à.
không, chú Rạng có một người đó ngoài chạy hết trời luôn, đúng không? Một người ở trong, một người ở ngoài. Một người ở trong, người ở ngoài đi, để thôi. Vệ sinh khó lắm, ví dụ như là vệ sinh sao gì làm được. Không mà lần rồi có chuyển xuống đó em, nó không cho. Cách đây tuần lễ nó có xuống rồi, nó đâu cho đâu. Dạ dạ. Rồi bé Diệu để lên xe đi bệnh viện nha mọi người. Minh Tăng cũng xin chào mọi người, chúc mọi người luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài ha. Có gì thì Minh Tăng cho mọi người hay ha. Nghe nói. Chơi nước coi. Bé hố ơi. Ừ, trời sao mà giữ cái mỏi nè. Đã chơi được video.